Mời Sang tiếp tục Sang. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn vừa học sinh niên khóa 2001-2004 thân mến. Nếu được hỏi quãng thời gian nào là quãng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người, Thu Sang tin chắc rằng tất cả những người đang có mặt ở đây đều sẽ có chung một câu trả lời rằng đó là quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường cùng với thầy cô, bạn bè, cùng với thật nhiều những ước mơ, khát khao và hoài bão của tuổi trẻ. Để rồi, 20 năm qua, từ ngày ra trường, mỗi chúng em không chỉ mang theo hành trang, kiến thức, mang theo niềm tự hào về mái trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng, mà trong tim của mỗi người luôn có hình ảnh của thầy cô, trường xưa, bạn cũ và cùng mong muốn có ngày hồi ngộ. Chính vì lẽ đó, thể theo nguyện vọng của rất nhiều thành viên niên khóa 2001-2004, ban liên lạc của chúng tôi ấp ủ một mong muốn được tổ chức cuộc gặp mặt này ngay tại trường trung học phổ thông Lý Tự Trọng thân yêu. Và hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2024, được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, chúng em được tụ về đây để cùng nhau ôn lại kỷ niệm, gặp lại nhau sau 20 năm xa cách. Cũng là dịp chúng em bày tỏ lòng tri ân tới quý thầy cô, những người lái đò thầm lặng, những người đã chắp cánh ước mơ cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh của nhà trường. Và đó cũng chính là lý do cho buổi lễ hôm nay. Chương trình hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường về lại bên nhau niên khóa 2001-2004. Một lần nữa, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 2001-2004 đã về tham dự và chúc mừng cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúc cho hội khóa thành công, tốt đẹp.